thập niên 70, bá chủ Mỹ thực nuôi con ký. Chỉ là cảm thấy chân chính sinh viên Trần quá đáng thương, tốt như vậy một người, cư nhiên, chu tú tú rủ xuống mi mắt. Có lẽ nàng ở một thế giới khác quá rất khá. Bùi Hy Bình xoa xoa nàng tóc, khả năng nàng đi ngươi qua đi sinh hoạt địa phương, giống như là ngươi nói, kia gọi là gì cái gì thế giới. Song song thế giới. Chu Tú Tú mỉm cười hai người đáy mắt ý cười đều trở nên ấm áp nắm tay đi ra ngoài khi trải qua mấy cái văn phòng cùng phá án chỗ không ít người nhìn bọn hắn chầm chầm xem còn gật đầu ý bảo chu tú tú cảm thấy kỳ quái đúng rồi nghe nói đồn công an làm việc đặc biệt nghiêm khắc cần thiết dựa theo chương trình ngươi rốt cuộc nhận thức cái gì lãnh đạo a à? vì cái gì vừa rồi ta có thể một người đi vào cùng nàng nói chuyện ngươi còn có thể tại cách đó không xa thủ đâu đúng rồi vẫn luôn không có cơ hội nói tú tú ta có một việc muốn nói cho ngươi bùi hy bình mở miệng ngữ khí tự nhiên nhưng mà đúng lúc này bọn họ lại đột nhiên thấy một đạo hình bóng quen thuộc càng kỳ quái chính là người kia lời nói là chính là xưởng chế biến thịt chúng ta cũng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào sẽ trộn đồ vật thật sự là quá kỳ quái ngươi nói hiện tại lén lút lớn lên lúc sau không chừng sẽ làm ra cái gì nguy hại xã hội sự tình. Là chúng ta xưởng trưởng để cho ta tới báo án, phiền toái các ngươi chạy nhanh cùng ta cùng nhau đi một chuyến. Chu Tú Tú vẻ mặt khó hiểu, đi ra phía trước, Dương tỷ, là ai trộm đồ vật? Nhà giữ trẻ hỗ trợ quét tước vệ sinh Dương tỷ ngẩn ra, đôi mắt chợt trừng lớn. Đang ở ký lục công an nhìn về phía Bùi hy Bình, trong giọng nói có chút hồ nghi, nàng nói là hai đứa nhỏ trộm đồ vật một cái kêu bùi năm cũ một cái kêu bùi chén nhỏ mới mới bốn tuổi không đến tác giả có lời muốn nói cảm ơn tiểu thiên sứ các ti cho ta dinh dưỡng dịch mang theo các ngươi duy trì tiếp tục nỗ lực lạp là... khiêu khích bùi năm cũ cùng bùi chén nhỏ chu tú tú ngẩn ra tức khắc cất cao thanh âm dương tỷ đây là có chuyện gì Bùi Hy Bình đi đến Dương Tỷ trước mặt, đen kịt con ngươi nhìn chăm chú vào nàng. Dương Tỷ nuốt nuốt nước miếng, hốt hoảng mà giải thích, bãi ở phòng học trong ngăn kéo đồ vật không thấy, khi ngăn kéo ngày thường là chúng ta mấy cái quét tước vệ sinh a di cùng các lão sư phóng túi tiền địa phương. Khi như thế nào chứng minh là ta hài tử trộn? Chu Tú Tú trừng mắt nàng. Dương Tỷ đôi tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng, do dự nửa ngày, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, nhà giữ trẻ bọn nhỏ đều thực ngoan, chúng ta mọi người xem lớn lên, chỉ có năm cũ cùng chén nhỏ là lúc sau mới đến. Hơn nữa đại gia cha mẹ đều là thể diện người, sẽ không giáo bọn nhỏ trộm cắp sự, cho nên. Chu Tú, Tú Tú sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn chầm chầm nàng xem. Dương tỷ ngày thường là người thành thật, đối bọn nhỏ cũng thực ôn nhu hiền lành, những lời này nói được nhiều khắc nghiệt, vừa thấy liền biết là người khác giáo nàng trước mắt ở chỗ này cùng nàng uổng phí môi lưỡi không có bất luận cái gì ý nghĩa nàng đối bùi hy bình nói chúng ta đi về trước nhìn xem hài tử bùi hy bình nhìn về phía phá án công an đối phương cũng buông giấy bút tiếp đón một cái khác công an đi đại giữa trưa tiêu tiểu phượng từ trường học trở về tại chức công đại viện nghe nói nhà giữ trẻ nháo ra tới sự tình nàng hưng phấn mà kéo trương ghế ngồi ở vương húc phương trước mặt mẹ kia hai cái giả hài tử thật trộn đồ vật vương húc phương cười lạnh có hay không trộn không phải trọng điểm trọng điểm là chỉ cần kia hai đứa nhỏ bị khấu thượng cái này mũ về sau liền vô pháp đãi ở chỗ này không có bất luận cái gì một cái gia trưởng nguyện ý làm chính mình nhi nữ cùng mấy cái ăn trộn cùng nhau sinh hoạt học tập tiêu tiểu phượng trong lòng lập tức liền cùng gương sáng dường như nàng dùng tay loát loát bên tai sợi tóc đáy mắt ý cười chuyển nùng như suy tư gì bộ dáng vương hút phương cười sờ sờ nữ nhi đầu tóc hiện tại liền không phải suy xét những việc này thời điểm hai cái đồ quê mùa mà thôi ta và ngươi ba là có thể thu phục bọn họ tiêu tiểu phượng phục một tiếng cười vãn trụ nàng cánh tay mẹ ba lúc này như thế nào tốt như vậy ngươi ba không thương ngươi đau ai nha vương hút phương ngoắc ngoắc nàng chấp mũi hiện tại quan trọng nhất chính là đem hiệu trưởng nhi tử hống hảo, chỉ cần hai người các ngươi cảm tình càng ngày càng thâm, sớm một chút kết hôn, ba mẹ liền an tâm rồi. Tiêu tiểu phượng ngượng ngùng mà cúi đầu. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình mới tiến trường học ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền chỗ đối tượng. Đó là thân thể dục lão sư, liếc mắt một cái nhìn lại cao lớn uy mãnh, tuy không có bùi hy bình mắt sáng, nhưng hình tượng khí chất lại cùng hắn tương tự, rất có nam tử khí khái. Không biết là nhất kiến chung tình, vẫn là di tình, tóm lại tiêu tiểu phượng đối hắn đã sinh ra vài phần hảo cảm. Sau lại hai người ngẫu nhiên có tiếp xúc, tiêu tiểu phượng biết được hắn lại là hiệu trưởng nhi tử, càng là kiên định cùng hắn ở chung đi xuống tâm. Nàng nghe vương hút phương nói, không cần biểu hiện ra kiêu căng tính tình, ngày thường ôm nhu như nước, chậm rãi, hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Hiện tại tuy không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối niên đại, nhưng nam nữ chi gian mặc dù là tự do yêu đương, cũng sẽ không một chỗ đối tượng liền háo cái ba bốn năm thời gian. Chiếu vương hút phương cùng tiếu kiến tân ý tưởng, này khuê nữ là nên xuất giá. Vương hút phương nhìn nữ nhi tỏa sáng thần thái bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình cùng tiếu kiến tân này trận tiêu trường ngăn cách, hai vợ chồng già càng thêm hiểu biết lẫn nhau, trong lòng cùng ăn mật dường như cuộc sống này là càng ngày càng tốt, nàng cảm thấy mỹ mãn. Mà liền ở vương hút phương đối chính mình tốt đẹp sinh hoạt tràn ngập chờ đợi khi, từ lộ lộ rút vào tiếu kiến tân trong lòng ngực, sắc mặt ngưng trọng. Tiếu ca, người nói chu tú tú rốt cuộc có thể hay không đem chuyện của chúng ta vũ ra tới. Nàng giữa mày gắt gao ninh, trên mặt tràn đầy lo lắng, nhưng thoạt nhìn cũng không giống vương hút phương như vậy khắc nghiệt ồn ào, có rất nhiều nhu nhược động lòng người. Ngươi yên tâm, ta đã suy nghĩ biện pháp đem kia hai đứa nhỏ đuổi ra nhà giữ trẻ. Nàng cùng nàng trượng phu đều là kiên cường người, bị người bức đến cái này mấu chốt thượng, đến lúc đó ta lại đe dọa vài câu, bọn họ không dám lại lỗ mãn. Tiếu kiến tân ôm từ lộ lộ sau cổ, nghe nghe nàng sợi tóc truyền đến mùi hương, còn nói thêm, chẳng qua là hai cái không có bất luận cái gì bóng dáng người nhà quê mà thôi, muốn cùng ta đấu, từ lộ lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng khuôn mặt khi, đáy mắt còn có nhàn nhạt hơi nước, nàng mím môi, nhẹ giọng nói, ngươi là xưởng trưởng, có thân phận có địa vị, nếu bởi vì chuyện này ảnh hưởng ngươi, ta đời này đều băng khoăn. Lộ lộ Tiếu kiến tân vẽ mặt động dung mà ôm chặt nàng. Nhưng mà liền ở hai người tình chàng ý thiếp mà đối diện là lúc, từ lộ lộ giữa mày lại đột nhiên một ninh, che lại ngực. Ngươi làm sao vậy? không có việc gì, gần nhất có điểm không thoải mái, khả năng bị cảm nắng. Từ lộ lộ ôn nhu nói, không cần lo lắng. Tiếu kiến tân thở dài, ngươi chính là công tác quá vất vả, ở phân xưởng làm đều là việc nặng việc dơ, giữa trưa còn muốn chạy về gia cho ta nấu cơm ăn, này thân thể như thế nào có thể không suy sụp. Như vậy đi, ta tìm một cơ hội cho ngươi điều chức, đổi một cái nhẹ nhàng cương vị, đến lúc đó liền sẽ không như vậy mệt mỏi từ lộ lộ nghe vậy, ánh mắt chợt sáng ngời lên. Nàng văn nhã mà cười cười, nhẹ nhàng ứng một tiếng, cấp tiếu kiến tân cầm chiếc đũa, tiếu ca, ăn cơm trước, đừng đói lả thân mình. Nhà giữ trẻ bọn nhỏ cha mẹ đều là xưởng chế biến thịt công nhân, biết được có hài tử cư nhiên trộn đồ vật, tức khắc trong lòng đều vang lên chung cảnh báo. Này năm cũ cùng chén nhỏ cư nhiên sẽ ăn trộm ăn cắp hành vi, nếu là một cái không cẩn thận, đưa bọn họ hài tử dạy hư vậy nên làm sao bây giờ? Bởi vậy cơm trưa qua đi mấy cái gia trưởng vội vàng đuổi tới nhà giữ trẻ một hai phải làm lão sư cùng viên trường cấp câu công đạo lời nói nhà của chúng ta nhược nhược ngày thường liền tổng ái cùng này nữ qua chơi về nhà một trương miệng liền nói cái không ngừng hôm nay nói nàng nương cấp làm cái gì kẹo ngày mai lại làm cái gì tiểu điểm tâm viên trường ra loại chuyện này. Ngươi nói ta có thể yên tâm làm nhược nhược cùng như vậy tiểu hài tử cùng nhau chơi sao? Nhà của chúng ta hài tử cũng là, hắn ngày thường nội hướng, ta xem hắn có thể cùng này hai cái tiểu hài tử chơi đến tới, cũng mặc kệ này hai là ở nông thôn hài tử, theo bọn họ cùng nhau chơi. Nhưng hiện tại bọn họ cư nhiên trộn đồ vật. Khó trách ngày thường nhà ta hài tử phóng trong túi đường đều sẽ không cánh mà bay đâu, xem ra đều là làm cho bọn họ trộn đi ăn từng đạo bén nhọn thanh âm vang lên, phương viên trưởng cùng trịnh lão sư bị ồn ào đến một cái đầu hai cái đại. Các nàng mọi cách giải thích, nhưng lời nói cũng không đứng được chân, chỉ nhìn năm cũ cùng chén nhỏ. Này hai đứa nhỏ cũng không biết có thể hay không nghe hiểu đại nhân lời nói, khuôn mặt nhỏ bản, hai mắt lấp la lấp lánh, không có một tia khiếp đảm ý vị. Phương viên trưởng trong lòng cảm khái, năm cũ cùng chén nhỏ vừa tới nhà giữ trẻ thời điểm, liền lời nói cũng không dám lớn tiếng nói nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ cha mẹ cũng không biết ở trong nhà làm cái gì tư tưởng công tác nàng là tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ lá gan càng lúc càng lớn tính tình càng ngày càng hoạt bát hài tử nghịch ngợm cùng không thiện lương cùng không liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được phương viên trưởng đánh tâm nhãn không tin năm cũ cùng chén nhỏ sẽ làm như vậy sự nàng đưa bọn họ hộ ở trong ngực ngữ khí kiên định bọn nhỏ cha mẹ lập tức liền phải tới các ngươi muốn yêu cầu giải thích vậy chính miệng cùng bọn họ nói nhưng chu đồng chí cùng bùi đồng chí cũng không phải dễ khi dễ các ngươi cần thiết vì chính mình theo như lời nói phụ trách phương viên trưởng này thường vẽ mặt ôn hòa dễ dàng không tức giận nhưng lúc này nàng trầm khuôn mặt ngữ khí trầm thấp vừa thấy chính là động khí trong khoảng thời gian ngắn mấy cái vừa rồi còn ồn ào gia trưởng lập tức im tiếng quét năm cũ cùng chén nhỏ liếc mắt một cái. Từ chu tú tú đi vào xưởng chế biến thịt, nháo ra thị thị phi phi đảo thật không ít, nhưng nàng có bản lĩnh, mỗi một lần đều có thể đem sở hữu khó khăn hóa giải, chính mình chưa bao giờ có ăn qua mệt. Thật muốn cùng nàng tranh lên, bọn họ thật đúng là không phải nàng đối thủ. Chúng ta chính là thực sự cầu thị mà thôi. Có người buồn thanh mở miệng, tuy khí thế không hề, nhưng vẫn là không phục, nói nữa, chúng ta không đánh bọn họ cũng không mắng bọn họ chỉ là chờ công an tới làm công an nói chuyện mà thôi phương viên trưởng cười lạnh công an ngươi thật đúng là cho rằng công an sẽ quản mấy cái tiểu hài tử chi gian phá sự đó là tiêu xưởng trưởng kêu người đi báo công an lại không kém chúng ta chính là tiêu xưởng trưởng cũng đứng ở chúng ta bên này mắt thấy nhà giữ trẻ lại làm ầm ĩ lên trịnh lão sư vội vàng duy trì trật tự mà đúng lúc này một đạo trong trẻo thanh âm từ bên ngoài truyền đến công an tới đây là chu tú tú thanh âm mấy cái gia trưởng hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu lúc sau mới quay đầu lại đi xem chỉ thấy chu tú tú cùng bùi hy bình cùng nhau bên cạnh đi theo hai cái công an hoặc nhìn đảo như là bọn họ chủ động báo án đem công an mời đến dường như đến đổi dương tỷ lúc này trung thực mà đi theo bọn họ phía sau nhìn đông nhìn tây hoặc nhìn chột dạ vô cùng đây là chỗ nào cùng chỗ nào a à? mấy cái các gia trưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi giọng nói khô khốc một câu đều nói không nên lời tuổi trẻ công an biểu tình nghiêm túc là ai báo công an có người chỉ chỉ năm cũ cùng chén nhỏ này hai tiểu hài tử trộn đồ vật ăn cắp công an hỏi trộm chính là cái gì? Tiền. Trong ngăn kéo túi tiền đều bị mở ra, tiền tất cả đều không có. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi lục soát quá thân, trong túi không đồ vật. Nhưng bọn hắn tuy nhỏ, lại không ngốc, khẳng định đã sớm đã đem tiền dời đi đi rồi. Nghe này mấy cái gia trưởng như thế chém đinh chặt sắt, chu tú tú cơ hồ giận sôi máu. Nàng đi lên trước chất vấn, ai chuẩn các ngươi tùy ý lục soát ta hai đứa nhỏ thân. Bùi Hy Bình cũng lạnh mặt, ngữ khí trầm thấp, đồng chí, bọn họ ở không có trải qua hài tử cha mẹ đồng ý tiền đề dưới tự mình cấp hài tử soát người, ngươi xem hẳn là xử lý như thế nào. Công an vừa nghe lời này, nghiêm túc mà đi ra phía trước, các ngươi là công an sao? Ai cho các ngươi quyền lợi làm như vậy? Đã không có nhân chứng, lại không có vật chứng, liền động thủ cấp hài tử soát người, nếu là các ngươi chính mình hài tử bị người như vậy đối đãi, các ngươi có thể tiếp thu sao? Mấy cái gia trưởng lập tức liền ngốc. Công an tuy rằng chính trực, nhưng càng nhiều thời điểm đối với này đó tiểu án tử vẫn là bỉnh nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng, sẽ không quá thượng cương thượng tuyến. Bất quá là hai đứa nhỏ mà thôi, sát người liền sát người, nào có nhiều như vậy chú ý. Bọn họ vừa rồi bất quá là nhất thời xúc động, làm trò đại gia mặt liền sờ sờ năm cũ cùng chén nhỏ túi, xác nhận không đồ vật, trong lòng còn không quá vui. Hiện tại cư nhiên bị người làm như phê bình giáo dục điển hình, đổ ập xuống một đống chất vấn, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ trên mặt một trận bạch một trận hồng, phá lệ nan kham. Nơi này đầu các gia trưởng không phải cái gì có uy tín danh dự đại nhân vật, nhưng cũng tự xưng là vì thể diện người. Bị công an đồng chí miệng thượng cảnh cáo một phen lúc sau, thể diện đều không nhịn được. Cuối cùng, công an đồng chí hỏi Bùi Hy Bình, ngài xem việc này xử lý như thế nào tương đối thích đáng. Bùi Hy Bình ngồi sổng xuống, xoa xoa năm cũ cùng chén nhỏ đầu. Hai cái tiểu gia hỏa, vừa rồi sợ hãi sao? Hắn ôn thanh hỏi. Năm cũ lắc đầu, đại biểu muội muội lên tiếng, mụ mụ nói qua, chỉ cần không có làm sai sự, liền không cần sợ hãi bùi hy bình khóe môi cong cong hắn gật gật đầu những cái đó đại nhân trách lầm các ngươi năm cũ cùng chén nhỏ có thể tha thứ bọn họ sao mấy cái gia trưởng sắc mặt xấu hổ bọn nhỏ sinh khí mà ném ra bọn họ tay đứng ở một bên đi đã sớm nói qua năm cũ cùng chén nhỏ không phải hư hài tử bọn họ không tin hiện tại hảo làm hại chính mình tiểu đồng bọn thương tâm không thể tha thứ năm cũ nghiêm túc mà lắc đầu dơ lên mặt, thanh triệt hai mắt nhìn bọn hắn chầm chầm xem. Bọn họ ngay từ đầu chẳng qua là muốn bảo hộ chính mình hài tử, nhưng không nghĩ tới sự tình nháo lớn, không đơn thuần chỉ là là viên trường cùng công an, ngay cả nhà mình hài tử đều do bọn họ. Lúc này trong ngoài không phải người. Trong lúc nhất thời, các gia trưởng hạ không được bật thang, khụ một tiếng, lung tung nói nói mấy câu, muốn đem việc này lừa gạt qua đi nhưng không nghĩ chén nhỏ cư nhiên Thúy Thanh Thanh mà mở miệng, trừ phi bọn họ xin lỗi. Năm cũ tán đồng nói, mụ mụ nói, làm sai sự tình phải xin lỗi, liền tính là đại nhân cũng không thể ngoại lệ. Hắn xinh đẹp ánh mắt hắc bạch phân minh, phản phất có thể sinh sôi nhìn đến nhân tâm bên trong đi. Ai cũng chưa nghĩ vậy một cái không đến bốn tuổi tiểu hài tử thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, thực hiển nhiên, liền tính hắn lại sớm tuệ, những lời này cũng không phải trống rỗng sinh ra tới. Năm cũ là hướng Chu Tú Tú học. Chu Tú Tú tức giận bởi vì năm cũ lời nói mà dần dần tiêu tán. Nàng hơi hơi gợi lên môi, vui mừng mà nhìn này hai đứa nhỏ. Bọn họ đã không phải qua đi cái kia bị người bôi nhỏ lúc sau nhược nhược mà trốn ở góc phòng kia hai đứa nhỏ, hiện tại bọn họ bắt đầu trưởng thành, mặc dù mỗi một bước đều đi được thông thả, nhưng ít ra chậm rãi, bọn họ đem không hề là cái kia bị người xoa tròn bóp dẹp mềm quả hồng nàng đột nhiên có một loại lão mẫu thân nhìn bọn nhỏ tiến bộ tâm tình trong lòng cảm khái mà đến không được xin lỗi cái gì a à? cũng chỉ là một cái tiểu hiểu lầm mà thôi huống chi còn không thể chứng minh đến tột cùng có phải hay không bọn họ trộn đâu chính là hai tiểu hài tử còn như vậy tích cực phải biết rằng ta khi còn nhỏ đại nhân nói một ta cũng không dám nói nhị. Hiện tại hài tử thật là không giáo dưỡng, đối đại nhân nói chuyện bên mặt hất hàm sai khiến, tấm tắt. Mấy cái gia trưởng không muốn cúi đầu, cười nhạo một tiếng, châm chọc mỉa mai lên. An tĩnh. Công an nghiêm khắc mà nói một câu, quay đầu nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở phương viên trưởng trên mặt, ngươi là nơi này người phụ trách sao. Phương viên trưởng lập tức đi lên trước, đúng vậy. Hôm nay sáng sớm, Quét tước vệ sinh dương tỷ nói ném tiền. Mấy cái lão sư mở ra ngăn kéo nhìn nhìn, cũng phát hiện túi tiền tiền ném. Đây là ở nhà giữ trẻ, ngày thường lui tới đều là chúng ta mấy cái người một nhà, cho nên chưa bao giờ sẽ khóa ngăn kéo. Dương tỷ nói là năm cũ cùng chén nhỏ vẫn luôn ở ngăn kéo bên cạnh chơi, cầm tiền, liền đem tiêu sưởng trưởng mời tới. Tiêu sưởng trưởng. Chu Tú Tú nhớ mày. Đúng vậy, tiêu xưởng trưởng lại đây lúc sau hiểu biết tình huống, khiến cho Dương Tỷ đi báo công an. Trịnh lão sư đáp. Hai cái công an thấp giọng thảo luận một lát, làm lão sư đem phòng học môn đóng lại. Các bạn nhỏ, các ngươi có xem qua trong ngăn kéo túi tiền cùng tiền sao? Nữ công an ôn thanh hỏi. Nhà giữ trẻ tiểu hài nhi nhóm đều rất phối hợp, ngoan ngoãn mà lắc đầu, không có thấy. Dương tiểu nha phiên phiên chính mình túi, đem trống trơn túi móc ra tới, ngươi xem, không có. Đại tỷ phần lớn đi đầu, khác các bạn nhỏ lập tức cũng học theo, một đám mở ra quần áo cùng quần thượng yếm nhỏ, nghiêm túc mà lấy kỳ trong sạch. Thấy bọn họ như thế, các gia trưởng tức điên, như thế nào có thể đem chúng ta tiểu hài tử đương ăn trộm đối đãi? Chu Tú Tú Đạm Thanh nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, làm cha mẹ cũng đều không hiểu đạo lý này, như thế nào giáo dục tiểu hài tử mấy cái các gia trưởng nghẹn đỏ mặt bùi hy bình trầm giọng mở miệng bọn nhỏ quá nhỏ cầm tiền tài lại dời đi đi ra ngoài đối bọn họ mà nói thực khó khăn chu tú, tú tú cười quét dương tỷ giống nhau đúng vậy vừa ăn cướp vừa la làng chuyện xưa nghe nhiều cũng không biết hôm nay có thể hay không tái kiến thức một hồi dương tỷ đại kinh thất sắc ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu ngươi có thể vu hãm ta một đôi nhi nữ trộm tiền, ta liền không thể nói chuyện. Chu Tú Tú không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, dây dưa đi xuống không có ý nghĩa, đem tiêu sưởng trưởng mời đến đi, xem hắn như vậy một cái, con mắt tinh đời lãnh đạo, tính toán xử lý như thế nào chuyện này. Ta đi tìm. Trịnh lão sư xung phong nhận việc. Nhìn trịnh lão sư xoay người chạy đi bóng dáng, dương tỷ hai chân mềm nhũng, khẩn trương mà lui về phía sau một bước sự tình là tiếu kiến bạn mới đại, làm nàng cần thiết bảo đảm vạn vô nhất thất. Nàng tưởng dù sao cũng cũng chỉ là hai cái tiểu hài tử mà thôi, dễ khi dễ thật sự, liền tính thật sự đem này nước bẩn bát bọn họ trên người, bọn nhỏ cũng sẽ không chịu tội gì. Vì thế nàng liền nghe tiếu kiến tân an bài, lại tự hành phát huy một phen. Vốn tưởng rằng hết thảy vạn vô nhất thất, nhưng không nghĩ tới năm cũ cùng chén nhỏ cha mẹ căn bản không có hoài nghi quá bọn họ từ đầu đến cuối chu tú tú cùng bùi hy bình đều là căn cứ giải quyết vấn đề thái độ tới không có bất luận cái gì một sự nhìn chính sự lành ý tứ dương tỷ ánh mắt mơ hồ không chừng lo lắng sự tình nháo lớn nàng sẽ bị đẩy ra đi đến lúc đó nếu là tiếu kiến tân không muốn bảo nàng vậy nên làm sao bây giờ nàng suy nghĩ luôn mãi lại không có nghĩ đến lúc này chính mình nôn nóng biểu tình đã sớm đã dừng ở bùi hy bình cùng chu tú tú trong mắt sau một lát, đổ mồ hôi đầm đìa trịnh lão sư chạy về tới, ta không có tìm được tiêu xưởng trưởng, hiện tại là nghỉ trưa thời gian, hắn không ở nhà, cũng không ở văn phòng, khả năng đi ra ngoài. Phải không? Chu Tú Tú gợi lên khóe môi, khẽ cười một tiếng, ta biết hắn ở nơi nào, phiền toái trịnh lão sư ở phòng học nhìn bọn nhỏ, viên trường cùng công an đồng chí cùng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Nàng đi ở đằng trước, nghĩ nghĩ, lại dừng lại bước chân nhìn về phía dương tỷ ngươi cũng lại đây dương tỷ đuổi kịp đầu óc không ngừng chuyển đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi hướng công nhân viên chức đại viện chỉ là chu tú tú càng đi đi đến đại gia liền càng là hồ nghi tiêu xưởng trưởng cũng không phải là ở nơi này chu tú tú trong hồ lô bán chính là cái gì dược nhưng mà không đợi đại gia đưa ra nghi vấn chu tú tú đã muốn chạy tới mục đích địa nàng đứng ở một gian ở đại gia trong mắt đã không trí hồi lâu ký túc xá cửa, gõ gõ môn, tiêu sưởng trưởng, phiền toái ngươi ra tới một chút. Trong phòng, tiếu kiến tân ôm từ lộ lộ, đang ngủ say. Nhưng thanh âm này rơi vào hắn trong tai kia một khắc, vẫn là làm hắn đánh cái giật mình. Thời tiết nóng bức, tiếu kiến tân cởi áo sơ mi, vai trần ngủ trưa, lúc này một sốt ruột, lập tức tay vội giả loạn mà trồng lên quần áo, nhanh chóng hệ hảo tự mình cúc áo. Từ lộ lộ hơi hơi nhíu mày, xoa đôi mắt, hôn hôn trầm trầm nói, tiếu ca, đây là làm sao vậy? Tiếu kiến tân sợ tới mức sắc mặt xanh mét, đột nhiên che lại nàng miệng, đừng hé răng. Tiêu xưởng trưởng, ngươi ở ngủ trưa đi. Chạy nhanh lên nha, công an các đồng chí đều ở chỗ này chờ ngươi đâu. Chu tú tú kia thanh thúy dễ nghe thanh âm lại truyền đến, chỉ là đối với tiếu kiến mới tới nói, này tiếng vang liền giống như quỷ mị giống nhau, làm nhân tâm kinh trung sợ. Hắn trắng bệt một khuôn mặt, nhanh chóng mặc tốt quần áo, lâm xuống giường là lúc, lại không yên tâm, đem từ lộ lộ từ trên giường túng xuống dưới. Tiếu ca, ngươi làm gì nha? Từ lộ lộ nhẹ giọng nói. Tiếu kiến tân làm cái hít sâu, ánh mắt một lệ, ấn nàng đầu, đem nàng nhét vào dưới giường. Cũng may từ lộ lộ nghe lời hắn, thành thành thật thật mà tránh ở bên trong, một tiếng cũng không ra. Tiếu kiến tân lại cẩn thận quan sát một phen trong phòng bài trí bố trí, cuối cùng tướng môn biên kiểu nữ dày tàn đến cửa sổ mặt sau, lúc này mới mở cửa. Tiêu xưởng trưởng, ngươi quả nhiên ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa rồi bọn họ còn chưa tin ta đâu. Chu tú tú tươi cười sáng lạng, ta làm sao nói bậy nha. Mấy ngày trước ta rõ ràng thấy ngươi một ngày đều phải tới chỗ này vài lần, ngay cả cơm trưa đều ở bên trong ăn. Người nói đúng sao? Chu Tú Tú tươi cười rõ ràng là ôn hòa hào phóng, đáy mắt lại mang theo thâm ý, ánh mắt kia bên trong có cảnh cáo ý vị, thậm chí còn lộ ra khiêu khích, cái này làm cho Tiếu Kiến Tân cảm thấy hít thở không thông. Hắn tim đập là hoảng loạn, hô hấp cũng là hoảng loạn, trầm ngâm một lát, lại nghe Bùi Hy Bình đạm thanh nói, tiêu sưởng trưởng quần áo không có mặt hảo. Tiếu Kiến Tân trong mắt hiện lên một mặt sợ sắc. Hắn đột nhiên cúi đầu, ý thức được chính mình cúc áo thật khấu sai rồi một cách, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Chu Tú Tú mỉm cười, khi bình, tiêu xưởng trưởng đây là công tác bận rộn, giữa trưa bớt thời giờ ngủ một chút, liền quần áo đều còn mặc tốt đã bị chúng ta đánh thức. Nói xong, ánh mắt của nàng cười như không cười, ánh mắt lười biếng mà quét quét trong phòng, xưởng trưởng thật là vất vả tiếu kiến tân thiếu chút nữa phải bị sợ tới mức hồn phi phách tán hoảng hoảng loạn loạn mà một lần nữa khấu hảo cúc áo phanh một tiếng đóng lại cửa phòng nhận thấy được chu tú tú tự hồ cũng không có đương trường vạch trần chính mình ý tứ hắn định thần các ngươi đây là phương viên trưởng vội vàng đem vừa rồi phát sinh sự tình một lần nữa nói một lần tiếu kiến tân như suy tư gì mà nghe bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng ánh mắt đảo qua bùi hy bình mặt chỉ thấy hắn thần thái tự nhiên, đen nhánh đáy mắt lại lộ ra thâm ý, làm người nhất thời vô pháp cân nhắc. Cũng may người này không có bất luận cái gì thế lực, còn chẳng qua là hắn cấp dưới, nếu không, đối mặt này người trẻ tuổi, hắn xác thật không có bất luận cái gì tự tin. Hắn lại nhìn chu tú tú liếc mắt một cái. Nàng khen ngược, cười khanh khách bộ dáng, tiêu sưởng trưởng, cũng không biết hôm nay chuyện này nhà của chúng ta có thể hay không được đến một hợp lý giải thích. Tiếu kiến tân hoảng hốt, đây là ở uy hiếp hắn. Hắn trong lòng lột bột một tiếng, ánh mắt như kiếm giống nhau bắn về phía dương tỷ. Dương tỷ một cái kính cúi đầu, trên mặt đã không có huyết sắc. Vừa rồi ta cũng đã cảm thấy kỳ quái. Tiếu kiến tân mắt lạnh nhìn dương tỷ, bọn nhỏ căn bản không biết tiền tài khái niệm, trộm tiền có thể đi làm cái gì. Nhưng thật ra ngươi ngươi là cái thứ nhất phát hiện tiền không thấy người lúc ấy ngươi một phát hiện điểm này lập tức đem hắc qua ném đến hai đứa nhỏ trên người là cái gì rắp tâm dương tỉ trong lòng chấn động trong mắt hiện lên một mạc không thể tin tưởng tiếu kiến tân hùng hổ dọa người mỗi một bước tới gần trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn nàng run rẩy xuống tay chỉ hướng hắn kia một khắc đột nhiên nghe thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói Nghe nói ngươi còn có một cái đang ở Niệm Thư hài tử, liền ở nữ nhi của ta nhậm chức trường học. Nếu là biết mẫu thân là loại người này, chỉ sợ kia hài tử. Dương Tỷ biết rõ chính mình bị người lợi dụng, tình thế bại lộ lúc sau thành bị vứt bỏ quân cờ, nước mắt bá mà chảy xuống tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, Phương Viên trưởng, ta sai rồi, ta không nên vu hãm hài tử. Công an đồng chí, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi cầu các ngươi không cần bắt ta. Phương viên trưởng trầm mặt, sau một lát mới nhìn về phía hai vị công an, công an đồng chí, nếu không thôi bỏ đi, không bao nhiêu tiền, chúng ta không tính toán truy cứu. Tuổi trẻ nam công an trầm ngâm một lát, đi đến bùi hy bình trước mặt, khẩu khí khiêm tốn, bùi sở trường, ngài cho rằng việc này như thế nào xử lý mới hảo. Lời này âm vừa ra, tất cả mọi người chấn trụ. Lặng ngắt như tờ. Tiếu kiến tân cả người đều căng chặt lên, phản phất một bàn tay nắm chặt hắn trái tim, hồi lâu lúc sau, mới tìm được chính mình thanh âm, ngươi. Ngươi. Ngươi chừng nào thì thành trưởng đồn công an. Nhiệm vụ 8 tuyên bố. Tiếu kiến tân vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bùi hy bình, trong đầu hồi tưởng khởi chính mình này trận có hay không đắc tội hắn địa phương. Công an là thực chịu người kính trọng, nếu là ở trong thôn, chỉ là đồn công an danh hào cũng đã có thể sợ tới mức một ít vô tri phụ nữ và trẻ em run rẩy cái không ngừng. Tiếu Kiến Tân không phải vô tri phụ nữ và trẻ em, nhưng hắn đánh tâm nhãn sợ hãi Bùi Hy Bình. Qua đi Bùi Hy Bình bất quá là hắn cấp dưới, hắn cũng đã đối người này có vài phần kiên kỵ, hiện tại này người trẻ tuổi một bước lên trời, chính mình cư nhiên còn mưu toan thương tổn hắn bọn nhỏ. Ta còn không có chính thức tiền nhiệm, việc này đến từ các ngươi tự hành xử lý. Bùi Hy Bình đạm thanh nói một câu, ngữ khí bình tĩnh. Chu Tú Tú cũng bị một màn này bị giật mình, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hai vị công an đã mang theo Dương Tỷ rời đi. Tiếu Kiến Tân trên mặt bài trừ vài tia xấu hổ mà tươi cười, Hy Bình không, là bùi sở trường. Ta thật không nghĩ tới chúng ta đơn vị công nhân cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này, cũng không biết đối hai đứa nhỏ có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Bùi Hy Bình quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, xác thật quá nhiều. Tiếu kiến tân bị hắn đen xì con ngươi nhìn chầm chầm đến có chút hoảng hốt, yên lặng mà dịch khai tầm mắt, lại cười nói, kia từ chức thủ tục làm tốt sao? Nếu sốt ruột nói, ta làm cho bọn họ chạy nhanh, đừng chậm trễ chuyện của ngươi. Hắn vui tươi hớn hở, trong ánh mắt lại mang theo thử ý vị, nói đến cuối cùng, so cái, thỉnh, thủ thế, mời bùi hy bình cùng đi hắn văn phòng nói chuyện chờ đến rốt cuộc đem người thỉnh đến văn phòng tiếu kiến tân còn tự mình vọc một ly trà đặt ở bùi hy bình trước mặt bùi sở trường a kêu ta hy bình là được bùi hy bình ngồi đến thẳng tắp đoan chính quân nhân khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ nhìn bùi hy bình tiếu kiến tân trong lòng còn có chút ảo não kỳ thật hắn đã sớm đã đoán được người này cũng không bình thường. Quân nhân chuyển nghề, hắn là nghe qua, nếu không phải ở bộ đội lập hạ công lớn, thượng cấp lãnh đạo an bài chuyển nghề cương vị liền sẽ đại suy giảm. Bọn họ nơi này tuy chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng Bùi Hy Bình khởi điểm đã không thấp, có thể ở bộ đội sáng lên nóng lên người, đi vào tân công tác cương vị cũng sẽ không chỉ dừng bước tại đây. Tiếu kiến tân đánh tâm nhãn tin tưởng Bùi Hy Bình tiền đồ không thể hạn lượng. Hy Bình, trong khoảng thời gian này ngươi cùng ngươi tức phụ khả năng đối ta có một chút cái nhìn. Nhưng ta này một phen tuổi, muốn nói cố tình nhằm vào các ngươi, khẳng định là không đến mức. Chủ yếu là tiểu phượng kia nha đầu. Tiêu xưởng trưởng, lúc trước là ngươi đã cứu ta, ta thực cảm kích ngươi. Bùi Hy Bình nhàn nhạt mà đánh gãy hắn nói. Hẳn là, hẳn là. Tiếu kiến tân cười gượng, quân dân là một nhà ta đã đem tiền thuốc men còn cấp vương chủ nhiệm. Bùi Hy Bình bất động thanh sắc, ánh mắt lọt vào hắn đáy mắt khi, lại lộ ra xem kỹ ý vị, chuyển nghề lúc sau, ta sẽ rời đi xưởng chế biến thịt, nhưng ít ra trước mắt trước mới thôi, thê tử của ta cùng hai đứa nhỏ còn ở trong xưởng. Là là là, chúng ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Không cần riêng chiếu cố, không vì khó là được. Bùi Hy Bình lạnh lùng nói. Chờ đến hắn đứng dậy rời đi thời điểm, bàn làm việc thượng trà còn không có lạnh, tiếu kiến tân một đường đem hắn đưa ra môn đi, trên mặt mang theo khách khí tươi cười. Rồi sau đó, thẳng đến bùi hy bình bóng dáng dần dần biến mất ở hắn tầm mắt trong phạm vi, tiếu kiến tân lập tức về nhà một chuyến. Tiến phòng, hắn liền trừng mắt vương hút phương. Là ngươi bức Hy Bình đem tiền thuốc men còn. Vương hút phương vẽ mặt mạch danh, thiếu tiền vốn dĩ nên còn, nói nữa, hắn lại bất hòa tiểu phượng hảo chúng ta nào có cái gì nghĩa vụ ngu xuẩn tiếu kiến tân oán hận mà ngồi xuống tức giận nói bộ đội đề nghị hy bình chuyển nghề về sau hắn là đồn công an sở trường lấy năng lực của hắn cùng quyết đoán tương lai lên tới thành phố cùng tỉnh đều không phải không có khả năng nhân gia vốn dĩ thiếu chúng ta một ân tình muốn đi đòi lại tới cũng là nhẹ nhàng sự tình hiện tại khen ngược ngươi trực tiếp đem tiền cấp phải về tới. Vương hút phương giữa mày càng ninh càng chặt, chuyển nghề trực tiếp có thể an bài thành sở trường, kia hắn trước kia ở bộ đội chức vị không thấp A. Nữ nhân mí mắt chính là thiển. Tiếu kiến tân cười lạnh, về sau không cần lại tìm chu tú tú phiền toái, này hai vợ chồng tương lai sẽ không hỗn đến so với chúng ta kém, kiềm chế điểm. Tiêu tiểu phượng về phòng ngủ trưa trong chốc lát, ra tới thời điểm vừa lúc nghe thấy cha mẹ lời nói. Nàng sửng sốt, bỗng còn hỗn độn suy nghĩ dần dần trở nên thanh minh. Tiểu Phượng Vương Húc Phương thấy nữ nhi ra tới, đánh tỉnh tinh thần, đi trước đi làm đi, đừng chậm trễ buổi chiều khóa. Tiêu Tiểu Phượng gật gật đầu, cưỡi xe đạp đi học giáo đi. Xe mới vừa dừng lại đến xe lều, nàng liền cảm giác chính mình bả vai bị nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau đứng chính là trương tuấn hắn cười ngoé một cái tiêu tiểu phượng chóp mũi ngây ngốc suy nghĩ cái gì đâu không có gì tiêu tiểu phượng cúi đầu thanh âm rầu rĩ nghe nói buổi chiều đệ nhị tiết khóa lúc sau toàn giáo lão sư đều phải mở họp đến lúc đó hai chúng ta chuồn êm đi ra ngoài đi ra ngoài chơi thế nào trương tuấn đôi mắt lượn lượn tiêu tiểu phượng buồn bã yểu xìu mà lui về phía sau một bước mở họp liền phải tham gia nếu không bị phát hiện chúng ta vắng họp làm sao bây giờ? Không có việc gì. Hiệu trưởng là ta ba sao. Trương Tuấn cười tủm tỉm, chúng ta lại không phải lãnh đạo, liền tính không ở tràng, ai cũng sẽ không để ý. Ta không ngươi như vậy ham chơi. Tiêu Tiểu Phượng tức giận mà liếc hắn một cái, nói nữa, không phải lãnh đạo, liền không thể nỗ lực hơn, làm chính mình trở thành lãnh đạo sao. Liền hướng lên trên bò tâm tư đều không có, khi nào mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Nói xong, Tiêu Tiểu Phượng sụ mặt đi rồi. Không thể không thừa nhận, giờ này khắc này nàng trong lòng tưởng, tất cả đều là bùi hy bình. Trương Tuấn cùng hắn giống nhau, nhưng giống lại chỉ là bề ngoài. Trong xương cốt hắn, chỉ là cái ham chơi đại nam hài, cùng bùi hy bình là hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến Tiếu Kiến Tân lời nói, Tiêu Tiểu Phượng vô cùng ghen ghét Chu Tú Tú một cái đồ quê mùa mà thôi đơn giản là tìm một cái hảo đối tượng sau này là có thể quá thượng hảo nhật tử nhìn nhìn lại chính mình tìm đối tượng tiêu tiểu phượng cảm thấy nếu là cùng hắn kết hôn tương lai nhật tử là liếc mắt một cái vọng đến cùng phương viên trưởng một hồi đến nhà giữ trẻ liền nghiêm túc mà giải thích vừa rồi phát sinh sự tình bọn nhỏ gia trưởng vừa nghe lời này lại xem dương tỷ quả thực bị công an đồng chí mang đi sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn họ xấu hổ mà tỏ vẻ ngượng ngùng, đối chu Tú Tú nói chuyện ngữ khí khách khí vô cùng. chu Tú Tú nhàn nhạt mà nâng nâng cầm, chỉ vào năm cũ cùng chén nhỏ, không cần cùng ta nói ngượng ngùng, các ngươi nên hướng bọn nhỏ xin lỗi. Làm nhóm người này gia trưởng hướng hai đứa nhỏ cúi đầu, thật là làm khó bọn họ. Bọn họ nhất thời do dự, trên mặt biểu tình càng ngày càng xuất sắc, chu Tú Tú mặt không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi, kiên nhẫn mà chờ bọn họ mở miệng kia một khắc. Năm cũ cùng chén nhỏ ngưỡng mặt nhìn xem chu tú tú, trong suốt trong ánh mắt đều là ngây thơ. Nhưng đối thượng nàng trấn định tự nhiên ánh mắt, bọn nhỏ liền minh bạch. Làm sai sự tình người hẳn là xin lỗi, mà bọn họ tiếp thu này xin lỗi, vốn chính là bằng phẳng, theo lý thường hẳn là. Cuối cùng, bọn nhỏ gia trưởng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà xin lỗi. Hai đứa nhỏ tay nhỏ vung lên. Không quan hệ. Chúng ta không tức giận. Chu Tú Tú cũng thấp giọng mở miệng, nếu các ngươi chính mình nhi nữ bị người vu hãm, chỉ sợ các ngươi trong lòng cũng là không dễ chịu. Bọn nhỏ tâm linh yêu cầu hảo hảo che chở, mặc kệ là vì năm cũ cùng chén nhỏ, hoặc là lớp mặt khác bọn nhỏ. Tình huống như vậy, đều không cần lại đã xảy ra. May mà chuyện này đối năm cũ cùng chén nhỏ không có tạo thành thương tổn, Chu Tú Tú liền không muốn lại so đo. Trước mắt, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Chạng vàng, Bùi Hy Bình rốt cuộc đã trở lại. Ăn cơm thời điểm, Chu Tú Tú không có hỏi nhiều cái gì, thẳng đến hai người phân biệt cấp bọn nhỏ tắm rửa xong, chiếu cố đi vào giấc ngủ, mới dọn tiểu băng ghế ngồi ở bên ngoài, đàm luận khởi Bùi Hy Bình chuyển nghề sự. Chu Tú Tú hỏi hắn, chuyện lớn như vậy, như thế nào không cùng ta thương lượng. Ta không nghĩ tới chuyển nghề là bị an bài ở đồn công an. Hắn uống một ngụm thủy, ngồi xuống, vẫn luôn muốn cùng ngươi nói, nhưng là chưa kịp. Ngươi không lưu tại bộ đội sao? Chu Tú Tú vội vàng mà nói, ngươi vì bộ đội trả giá nhiều như vậy, cũng lập công, bọn họ cư nhiên an bài ngươi chuyển nghề. Nàng dễ dàng không nóng nảy, Ngày thường đối chuyện gì đều là vân đạm phong kinh thái độ, làm người giống như một xuân phong cảm giác. Bùi Hy Bình thích nhất chính là như vậy nàng, phản phất chỉ cần một cùng nàng ở bên nhau, sở hữu phiền não đều sẽ theo gió trôi đi. Nhưng hiện tại, thấy nàng trong mắt toát ra lửa giận, hắn lại cảm thấy càng thêm ấm áp. Nàng là quan tâm hắn đâu. Bùi Hy Bình cười nắm chặt tay nàng, đừng có gấp, nghe ta từ từ nói lúc ấy bộ đội nghĩ lầm hắn tử vong đem hắn xếp vào bỏ mình danh sách bên trong bởi vậy tiểu binh đem hắn hy sinh tin tức mang về nhà hương cũng an bài chu tú tú đi lãnh tiền an ủi lần này bùi hy bình hồi bộ đội lãnh đạo nhóm nắm hắn tay biểu tình kích động tỏ vẻ muốn đem liệt sĩ danh hào hủy bỏ lại một lần nữa vì hắn trao tặng công huân mà càng quan trọng một chút là hắn đối tương lai lựa chọn y thủ trưởng ý tứ hắn qua đi làm chính là bảo mật công tác biểu hiện phi thường ưu tú nhưng hắn đối với quá khứ ký ức quá mơ hồ căn cứ vào thân thể nguyên nhân một lần nữa trở lại bộ đội khả năng sẽ khó với khai triển công tác trải qua suy xét bùi hy bình cuối cùng quyết định chuyển nghề tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng qua đi hắn bỏ lỡ quá nhiều tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau hắn muốn lưu tại người nhà bên người công huân huy hiệu đối tương lai sự nghiệp phát triển có nhất định trợ giúp, chỉ cần có năng lực, mặc kệ ở đâu đều có thể sáng lên nóng lên. Chu Tú Tú giữa mày rốt cuộc giảng ra, nếu đây là chính hắn quyết định, kia nàng nhất định sẽ duy trì, trước kia là có lãnh đạo lực liền trường, về sau chính là có khí phách sở trường, cục trưởng, chỉ cần ngươi muốn làm, nhất định có thể thành công. Chu Tú Tú nói lời này thời điểm đôi mắt lượng lượng, khóe miệng dơ lên, tươi cười như ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp sáng lạng. Phản phất liền một tia hoài nghi đều không có, nàng xác định hắn có thể đem sự nghiệp phát triển hảo, quản gia đình chiếu cố hảo, tiểu nhật tử nếu là bất quá đến tốt tốt đẹp đẹp, kia mới là kỳ quái. Nàng cười đến chuyên tâm, trong mắt ảnh ngược ra hắn hình dáng. Bùi hy bình ánh mắt càng thêm trở nên thâm trầm, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ôm nàng nhập hoài, đem nàng chặn ngang bế lên hắn hơi thở cực nóng mà nùng liệt ông nàng khi lại vô cùng quý trọng bước chân một thắt không ngừng nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường ập vào trước mặt hôn làm chu tú tú đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng đỏ mặt cảm thụ được này tràn ngập lực lượng ái nhắm mắt lại bùi hy bình đi đồn công an tiền nhiệm ngày đầu tiên chu tú tú cho hắn chuẩn bị tốt bữa sáng là hắn thích nhất ăn cháo trắng rau xào hương mềm ngon miệng cơm sáng thỏa mãn một nhà bốn người nhũ đầu tân sinh hoạt phản phất tại đây một khắc bắt đầu rồi. Chu Tú Tú cứ theo lẽ thường đi nhà ăn công tác, dọc theo đường đi, nàng bắt đầu cân nhắc rời đi sự. Qua đi nàng đơn đã độc đấu, làm cái gì đều là tùy tâm sở dục, sau lại tuy ký công ty, nhưng công ty cơ bản không can thiệp nàng, hợp tác đến còn tính vui sướng. Hiện tại tại đây xưởng chế biến thịt, ra quá nhiều chuyện xấu sự, nàng lười đến phí tâm tư đối phó những người này, kia nhanh nhất phương pháp, chính là đổi cái địa phương công tác hiện tại bắt đầu làm tiểu sinh ý còn quá sớm làm thể hộ còn phải lại chờ cái mấy năm nhưng nếu nàng chính là tính toán hướng này một cái lỗ tiếp tục đi xuống đi hiện giờ đó là tích lũy kinh nghiệm thời điểm làm mỹ thực bác chủ cùng tự mình khai một nhà tiệm cơm là hoàn toàn bất đồng khái niệm nàng muốn nấu ăn cũng muốn làm tốt đồ ăn kia một cái tiểu đơn vị nhà ăn liền không đủ để nàng phát huy Chu Tú Tú chính nghĩ như vậy, đột nhiên, trong đầu lại hiện lên thanh âm kia. Nhiệm vụ 8 tuyên bố, ở nhà ăn sau bếp nghiên cứu ra lệnh người kinh diễm mỹ thực. Nhiệm vụ hoàn thành sau, nhưng đến tham gia thị trù nghệ đại tái cơ hội. Thị trù nghệ đại tái. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy thi đấu. Chờ Vương Tiểu Mai vừa đến, nàng liền bắt lấy đối phương hỏi hỏi cái này đại tái vương tiểu mai trong nhà đầu có người làm đầu bếp lúc trước mới có thể nghĩ cách đem nàng đưa đến xưởng chế biến thịt phòng bếp hỗ trợ làm nàng học chút tay nghề tương lai trong nhà trưởng bối từ đơn vị nhà ăn lui ra tới còn có thể thuận thế làm nàng tiếp được chức vị lúc này vừa nghe chu tú tú hỏi cái này nàng lập tức gật đầu tỏ vẻ có như vậy một chuyện nghe ta mẹ nói thành phố này trù nghệ đại tái kỳ thật chính là ở một cái quốc doanh khách sạn lớn cử hành tổ chức này thi đấu đại khái là vì tuyển một ít có năng lực đầu bếp đến lúc đó thành phố khai tân tiệm cơm không đến mức lập tức tìm không thấy thích hợp sư phó tiệm cơm quốc doanh chu tú tú trầm ngâm một lát ta đây có thể đi tham gia thi đấu sao nếu là nàng có ở tiệm cơm quốc doanh làm đầu bếp kinh nghiệm tương lai chính mình ra tới gây dựng sự nghiệp có lẽ có thể hấp dẫn đến không ít thực khách chỉ sợ không được kia thi đấu đặc biệt khó lường hiện tại báo danh tham gia đều là một ít tiệm cơm quốc doanh hoặc là thành phố chính thức đơn vị nhà ăn đầu bếp ngạch cửa tương đối cao hơn nửa lần trước nghe ta mẹ thuận miệng nói một câu giống như hiện tại đều đã đủ quân số thi đấu đại khái tại hậu thiên liền phải bắt đầu rồi thời gian thế nhưng như thế gấp gáp chẳng qua là tham gia một hồi thi đấu mà thôi chu tú tú cảm thấy đi chơi chơi cũng không sao nếu hệ thống đã là tuyên bố nhiệm vụ vậy hoàn thành nhiều đến một cái cơ hội tóm lại là chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, nàng liền bắt đầu cân nhắc khởi tân thái sắc tới. Đơn vị phát cho nhà ăn dự toán là cố định, muốn làm ra tân thái sắc cũng không khó, khó chính là ở hữu hạn dự toán trong vòng làm ra làm mọi người cảm thấy kinh diễm mỹ thực. Chu Tú Tú, Tú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định cho đại gia Hỏa Nhi làm một đạo khoai tây nghiền. Khoai tây giá cả không cao, xưởng chế biến thịt sau bếp một trảo một đống nàng còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên ở mổ thức ăn nhanh xích nhãn hiệu ăn đến này khoai tây nghiền khi kinh vi thiên nhân cảm giác một khi đã như vậy vậy thử làm ra giống nhau hương vị chu tú tú nói làm liền làm cũng không cần cùng bất luận kẻ nào đánh thương lượng trước cuộc trù nghệ đại tái tại hậu thiên liền phải cử hành nếu là nàng lại trì hoãn thời gian vậy chỉ có thể bạch bạch bỏ lỡ cơ hội nàng đem hoàng lớp đất giữa đậu chân thục, đảo thành bùn, bỏ thêm muối ăn, cuối cùng làm vương tiểu mai đi mua sữa bò, quấy ở trong đó. Khoai tây nghiền phải làm đến ăn ngon, điều ra nước nhi là mấu chốt. Chu Tú, Tú Tú đem đảo lạng khoai tây thịnh tiếng chén nhỏ trung, cố định ra hình dạng, một liệt bài khai, rồi sau đó đem chính mình điều thành nước sốt xối ở mặt trên. Mềm mại thơm ngọt khoai tây nghiền, vừa thấy liền rất mỹ vị, hơn nữa tinh xảo tạo hình, có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ chờ đến chạng vạn ăn cơm khi chu tú tú chỉ vào tiểu bàn một đĩa đĩa tân thái sắc muốn hay không thử một lần cái này xưởng chế biến thịt có quy định công nhân nhóm chỉ có thể điểm một phần món chính nếu không một ít ái chiếm tiểu tiện nghi công nhân điểm cơm lại yếu điểm sủi cảo đến lúc đó toàn bộ mang về nhà kia dự toán khẳng định là muốn chịu không nổi khoai tây cũng coi như là một loại món chính bởi vậy mặc dù Chu Tú Tú mọi cách đề cử, đại gia vẫn là không có lấy. Khoai tây nào có cơm ăn ngon nha. Chu Tú Tú nào tưởng được đến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị khoai tây nghiền cư nhiên không được hoan nghênh, trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút nôn nóng. Nói tốt làm mọi người đều cảm thấy kinh diễm, nếu là đến lúc đó này một đĩa đĩa khoai tây nghiền căn bản là không người hỏi thăm, vậy vô pháp đi tham gia trù nghệ đại tái. Nàng đầu liều mạng chuyển chính cân nhắc nên làm cái gì bây giờ, bỗng nhiên liếc mắt một cái thấy nắm dương phó xưởng trưởng tay đi tới dương tiểu nha. Dương tiểu nha ngày thường đi theo dương phó xưởng trưởng cùng nhau ở nhà ăn dùng cơm chiều, tiểu nha đầu cái gì đều thích ăn, đặc biệt hảo nuôi sống. Tiểu nha, ngươi có muốn ăn hay không cái này? Chu Tú Tú lập tức đem ánh mắt dừng ở Dương Tiểu Nha trên người, đôi khởi gương mặt tươi cười. Dương Tiểu Nha oai oai đầu, ta không thích ăn khoai tây, Ta muốn ăn mì sợi." Dương phó xưởng trưởng liền nói, "Tiểu Chu đồng chí, kia phiền toái ngươi cho chúng ta gia tiểu nha làm chén mì." Này khoai tây nghiền là chén nhỏ thích nhất ăn đồ ăn, vốn đang muốn cho tiểu nha nếm thử đâu. Chu Tú Tú, Tú tiếc núi mà nói, "Vậy được rồi, ta đi nấu mì sợi." Dương tiểu nha ngày thường ở nhà giữ trẻ nhất nghe chén nhỏ này muội muội nói, lúc này nghe chén nhỏ mụ mụ cư nhiên nói như vậy, trong mắt lập tức xoay chuyển ba ba, ta muốn ăn khoai tây nghiền. Dương Tiểu Nha thanh âm thanh thúy, chỉ vào như vậy thức nhìn qua có chút kỳ quái khoai tây nói. Dương Phó xưởng trưởng trước nay đều lấy chính mình khuê nữ không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu, hành đi. Dương Tiểu Nha chính mình vương đôi tay tiếp nhận này tiểu cái đĩa, chậm rì rì mà đi đến bên cạnh bàn. Một mông mới vừa ngồi xuống, cầm lấy muỗng nhỏ tử đào một mụn khoai tây nghiền. Khoa là ngọt. Dương Tiểu Nha vẻ mặt thỏa mãn, cẳng chân đông đưa. Mới vừa cùng mụ mụ cùng nhau đi vào nhà ăn một cái tiểu nữ hài nghe thấy nàng lời này, tò mò mà thò qua tới, Dương Tiểu Nha, ngươi ăn cái gì đâu? Đây là khoai tây nghiền. Có thể cho ta nếm một ngụm sao? Dương Tiểu Nha vẻ mặt rối rắm, nhưng vẫn là đào nho nhỏ một ngụm, nhét vào tiểu đồng bọn trong miệng, cũng chỉ có thể ăn này một ngụm, ngươi nếu là thích, làm mụ mụ ngươi cho ngươi đi lấy. Tiểu Đồng bọn lập tức ngoan ngoãn gật đầu, đầu lưỡi dính vào Dương Tiểu Nha truyền đạt muỗng nhỏ tử thượng khoai tây nghiền hương vị, đôi mắt chợt trợn tròn. "Qua, mụ mụ, cái này ăn ngon thật. Ta cũng muốn. Mụ mụ đi cho ngươi lấy." Tán thưởng thanh càng truyền càng xa, càng ngày càng vang dội, một đám đi theo cha mẹ tiếng thực đường các bạn nhỏ nghe nói này khoai tây nghiền lại hương lại ngọt sôi nổi la hét muốn ăn cuối cùng chu tú tú làm khoai tây nghiền toàn bộ bị cầm đi ngay cả nồi to vô dụng chén khấu hảo tạo hình đều bị yêu cầu thịnh ra tới các bạn nhỏ ăn đến không bàn vẫn là chưa đã thèm bộ dáng chu tú tú bị đậu đến cười cái không ngừng nàng cười đối vương tiểu mai nói tiểu mai ngươi đi cấp dương tiểu nha nấu một chén mì đi này tiểu bằng hữu giúp ta không ít vội liền đem ta hôm nay món chính ngạch độ nhường cho nàng. Nhiệm vụ 8 đã hoàn thành. Được đến tham gia thị trù nghệ đại tái cơ hội. Thanh âm này vang lên trong nháy mắt kia, chu tú tú vặn vẹo cổ, cả người mỏi mệt trở thành hư không. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chu Tú Tú cùng ngày liền ngồi xe đi thành phố, báo danh tham gia trù nghệ đại tái khi quốc doanh khách sạn lớn người phục vụ vừa thấy đến nàng này phong trần mệt mỏi bộ dáng theo bản năng xua xua tay thật là suy nghĩ nhiều người đương này thi đấu là ai đều có thể tham gia nha nhưng ai ngờ nàng vừa dứt lời tiệm cơm người phụ trách liền từ bên ngoài đi vào tới vừa đi vừa đối bên cạnh người ta nói nói thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi người hiện tại muốn rời khỏi chúng ta không phải thiếu một người sao vậy lại tuyển một cái đi nữ nhi của ta trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, bên người liền cái có thể hỗ trợ người đều không có. Ta này lại không quay về, gia đều phải tan. Nói chuyện chính là tiệm cơm đầu bếp, tuy tuyển thủ dự thi nhiều như vậy, thiếu một cái lý nên là không có gì ghê gớm. Nhưng tiệm cơm đều đã thu thập hảo sau bếp, sáu vị trí, đột nhiên thiếu một người, đến lúc đó vô pháp hướng về phía trước mặt công đạo. Lâm thời lại thêm một cái đầu bếp không phải việc khó nhưng phía trước tuyển chọn thời điểm chính là trải qua tầng tầng trấn cửa ải, nếu là tân tìm tới tuyển thủ trù nghệ không cao, đến lúc đó thi đấu khi trình độ tốt xấu lẫn lộn, chẳng phải là bạch mù này thi đấu giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Người phụ trách tức giận đến sắc mặt đều xanh mét. Này Lâm thời xin nghĩ lão đầu bếp trong mắt vừa chuyển, lại lập tức nói, nếu không làm ta con rể đến đây đi. Hắn ở trường học nhà ăn làm việc, thiêu đến một tay hảo đồ ăn lại không nghĩ đúng lúc này, Chu Tú Tú chạy tới. Nàng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, thanh âm cũng là ôm ôm nhuyễn nhuyễn, ta có thể thế thân hắn vị trí. Đối phương vừa nghe, tức khắc nheo lại đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, ngươi. Chu Tú Tú gật gật đầu, ánh mắt tinh lượng, nơi này có nồi to bếp, có nguyên liệu nấu ăn, không bằng ngươi trước thử xem tay nghề của ta, đến lúc đó lại quyết định dùng không cần ta nghe nàng lời này, lão đầu bếp sắc mặt bá một chút thay đổi. người phụ trách khôn khéo thấy hắn này thần sắc, ánh mắt trầm xuống. nguyên lai đây là hy sinh chính mình muốn đem trong nhà người cấp đưa vào này thi đấu. dưới sự tức giận, người phụ trách hướng về phía chu tú tú điểm điểm cầm người tới thử xem. hệ thống cấp ra khen thưởng, thiên thời địa lợi nhân hòa, chu tú tú nhẹ nhàng bắt được ngày sau dự thi cơ hội đi thời điểm, kia lão đầu bếp cơ hồ muốn cắn một ngụm nha. Nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp trở về chuẩn bị. Này dọc theo đường đi, nàng cân nhắc đến lúc đó nên làm cái gì đồ ăn, nhưng mà mới vừa vừa đi đến nhận việc công đại viện cửa, liền đụng phải từ lộ lộ. Từ lộ lộ giả mô giả dạng mà cười, đi đến nàng trước mặt, chu đồng chí, như vậy vãn mới về nhà a à. Đúng vậy, ta ngày thường khi nào trở về ngươi nhất rõ ràng chu tú tú cười tủm tỉm nói từ lộ lộ bị dọa đến cả kinh hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là không hiểu lầm chu tú tú lười biếng mà đánh gãy nàng lời nói các ngươi cũng không cần từ ta nơi này thám thính cái gì tưởng lời nói khách sáo là bộ không ra cái tin chính xác từ lộ lộ cùng tiếu kiến tân chi gian đủ loại chu tú tú cùng bùi hy bình đã sớm đã đoán ra một vài chỉ là nàng không nghĩ tới người này lá gan đảo đại trực tiếp tìm tới chính mình thấy chu tú tú đi thẳng vào vấn đề từ lộ lộ cũng không cất giấu vành mắt đỏ lên lập tức liền nhẹ giọng nói chu đồng chí ta không phải tới ngăn đón ngươi ta cùng tiếu ca sự tình ta đoán ngươi cũng biết ta là thật không ai có thể nói cho nên mới sẽ chu tú tú nhíu mày chậm đã ngươi là tới cùng ta tố khổ chu đồng chí ta ở đơn vị không có bằng hữu ta tưởng ngươi hẳn là có thể lý giải ta từ lộ lộ nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống kỳ thật ta cùng tiếu ca là cầm lòng không đậu ngươi cũng biết hắn thê tử là cái dạng gì người nàng tính cách quá lợi hại như vậy hùng hổ dọa người tiếu ca đã sớm đã chịu không nổi ngươi có thể hay không giúp giúp ta xem có biện pháp nào làm ta ta không hiểu, cũng không tính toán lý giải ngươi. Chu Tú Tú lãnh đạm mà đánh gãy nàng lời nói, Vương hút Phương lại vô dụng, cũng là tiếu kiến tân chính mình tuyển thê tử, hai người cộng đồng đi qua nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió. Hiện tại tới cái tân nhân, nhưng thật ra đem quá khứ tình nghĩa đều quên mất. Từ lộ lộ ngây ngẩn cả người. Nàng quan sát Chu Tú Tú một đoạn thời gian, cảm thấy người này có đảm lược, quyết đoán còn đại, chỉ cần nhận chuẩn bằng hữu vậy nhất định có thể động thân mà ra vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống nàng cùng tiếu kiến tân phát triển đến bây giờ đối phương chưa bao giờ nghĩ tới đâm thủng hai người chi gian quan hệ nếu chỉ là chiếu như vậy đi xuống chỉ sợ nàng được đến chỗ tốt cũng chỉ có từ phân xưởng lên tới văn phòng mà thôi làm trong văn phòng nho nhỏ cán sự cũng không phải nàng ước nguyện ban đầu nàng muốn trở thành xưởng trưởng phu nhân từ lộ lộ vốn định chỉ cần chính mình giả bộ một bộ thân bất do kỹ bộ dáng chu tú tú liền nhất định sẽ giúp chính mình nhưng không nghĩ tới tại đây một khắc chu tú tú thái độ thế nhưng như thế lãnh đạm ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì chu tú tú cười lạnh hàng năm ở cống ngầm bên cạnh hỗn sao có thể không ngã thuyền các ngươi sự tình sớm hay muộn sẽ bại lộ đến lúc đó liền tự cầu nhiều phút đi từ lộ lộ không dám tin tưởng mà nhìn chu tú tú cổ họng phản phất bị cái gì lấp kín, một câu đều nói không nên lời. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy Chu Tú Tú bóng dáng dần dần biến mất ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, nàng mới oán hận mà cắn chặt răng. Thời gian nháy mắt liền qua đi, trong nháy mắt liền đến trù nghệ đại tái cùng ngày. Chu Tú Tú sáng sớm tỉnh lại, Bùi Hi Bình đã đi làm. Nàng đem bọn nhỏ đưa đến nhà giữ trẻ, liền phải ngồi xe đi thành phố không nghĩ người mới vừa đi tới cửa liền thấy bùi hy bình cười đứng ở nơi đó bên người còn dừng lại một chiếc xe đạp này xe là chu tú tú chạy tiến lên sờ sờ bị sát đến bóng lưỡng thân xe cùng người mượn ta tái ngươi đi bùi hy bình vỗ vỗ ghế sau làm nàng đi lên chu tú tú ngồi trên xe đôi tay ôm hắn gầy nhưng rắn chắc eo tại đây một lát xe đạp vẫn là hiếm lạ hóa bùi hy bình gần nhất vốn là tính toán mua một chiếc lúc này nghiêng đi mặt thấy chu tú tú ngồi đến ổn định vững chắc đáy mắt sinh ra vài phần ý cười mua một chiếc xe đạp được không hắn trầm thấp thanh âm thổi qua bên tai chu tú, tú tú cười dựa vào hắn trên lưng hảo a nghe hắn tựa hồ cười nàng hỏi cười cái gì còn tưởng rằng ngươi sẽ trách ta loạn tiêu tiền trước mua xe đạp về sau mua xe máy chờ tiểu ô tô lưu hành, chúng ta cũng mua một chiếc. Chu Tú Tú nói được một chút đều không đánh khái vướng. Từ nàng thừa nhận chính mình từ 40 năm sau xuyên qua tới thân phận lúc sau, thường xuyên sẽ toát ra một ít đối hắn mà nói thiên mã hành không nói. Nhưng mà những lời này không những không có làm hắn cảm thấy thấp thỏm bất an, tương phản, hắn bắt đầu chờ mong tương lai. Nghe nói tương lai là tốt đẹp, hết thảy đều sẽ phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa mà bọn họ người một nhà, liền sẽ đón như vậy biến hóa, đem nhật tử quá hảo. Hảo Bùi Hy Bình khóe miệng dơ lên, tương lai cho ngươi mua cái kia cái gì ngươi cả ngày treo ở bên miệng di động. Chu Tú Tú không khỏi cười. Di động nha, kia còn muốn chờ thật nhiều năm đâu. Bất quá nàng hiện tại nhưng thật ra không vội mà làm thời gian nhanh lên quá, bởi vì sinh hoạt quá tốt đẹp, nàng muốn dừng lại bước chân, hảo hảo hưởng thụ trước mắt nhu tình cùng ôn nhu. Bùi Hy Bình đem Chu Tú Tú đưa đến nơi thi đấu cửa, liền đi về trước. Đối với nàng chuyên nghiệp tính, hắn một chút đều không lo lắng, chỉ làm nàng sau khi chấm dứt liền về trước gia, đừng trì hoãn đến trời tối mới ngồi xe, không an toàn. Chu Tú Tú miệng đầy đáp ứng xuống dưới, chờ đến hắn bóng dáng xa dần, mới cười xoay người. Mà một cái quay đầu lại, nàng liền thấy một cái quần áo chú ý nữ sĩ đứng ở nơi đó đối nàng mỉm cười ngươi hảo ta là hôm nay dự thi tuyển thủ ta kêu chu tú tú nàng nói đối phương gật gật đầu ta nghe nói ngươi thực ghê gớm ngày đó làm tôm hấp dầu sau bếp người đều khen không dứt miệng hôm nay hảo hảo biểu hiện làm chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi lúc này liền chờ chu tú tú một người nàng nghe đối phương nói một đường thi đấu quy tắc, một cái kính gật đầu, biểu tình chuyên chú. Thi đấu nghe tới thực quy phạm, nhưng kỳ thật quy mô cũng không lớn, đến lúc đó từ mấy cái tiệm cơm quốc doanh giám đốc cấp ra thực đơn, sáu vị đầu bếp cùng nhau hợp tác, chuẩn bị ra một bàn thức ăn. Giám đốc nhóm trước đó không biết mỗi một đạo đồ ăn xuất từ ai tay, chỉ bằng mượn yêu thích chấm điểm, đến cuối cùng dựa theo cho điểm bình ra giải nhất. Trước cuộc là cái thi đấu, Chu Tú Tú cũng không phải cái gì tân nhân, tự nhiên là hướng về phía đệ nhất danh đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mới vừa vừa kéo thêm, nàng liền gặp việc khó. Tổng cộng 6 cái giấy đoàn, mặt trên viết hảo các đồ ăn phẩm, quấy rầy trừu. Chu Tú Tú mới vừa duỗi ra tay, cũng chỉ dư lại một cái giấy đoàn, nàng đang chuẩn bị mở ra, đột nhiên khuỷu tay bị người đâm đâm, một cái cao đầu đại mã nam nhân đem nàng trong tay giấy đoàn cướp đi này đó đồ ăn phẩm bên trong có thịt loại, có rau dưa, cũng có hải sản, một chỉnh bàn xuống dưới, trực tiếp mở tiệc chiêu đãi khách khứa đều không quá. Làm chủ thực là nhất không có tính khiêu chiến, mà lúc này Chu Tú Tú bị Lâm Trận đánh tráo giấy đoàn, mặt trên liền viết năm cái chữ to hàm hương sôi ngọt thập cẩm. Ngươi. Chu Tú Tú trừng mắt bên cạnh đoạt chính mình giấy đoàn người kia. Đối phương ngưỡng cầm, một bộ đắc ý biểu tình, cũng không ai nói không thể trao đổi nha hiện tại ai bắt được chính là ai đừng chơi xấu a à. chu tú tú quả thực phải bị người này khí cười nhưng mắt thấy thi đấu lập tức liền phải bắt đầu người phụ trách đã tuyên bố đại gia từng người đi vào chính mình nồi to trước nàng cũng chỉ hảo từ bỏ nàng trừu đến món chính là xôi ngọt thập cẩm thông thường ở một bàn đều là hảo đồ ăn tình huống dưới món chính tất nhiên là nhất có hại thịt cá đều có thể quản no, ai muốn ăn xôi ngọt thập cẩm lấp đầy bụng. Chu Tú Tú cũng thực bất đắc dĩ, nhưng trước mắt không phải lại nhiều khởi tranh chấp thời điểm, đối mặt chính mình trước mắt đã ngâm tốt gạo nếp, nàng chỉ có thể trước điều hảo hàm hương nước sốt, làm tốt phối liệu, thượng nồi đi chưng. Bên ngoài mấy cái quốc doanh khách sạn lớn giám đốc cũng đều ở thảo luận sau bếp chính như hỏa như đồ tiến hành thi đấu. Khi đều là tỉ mỹ chọn lựa ra tới đầu bếp, trù nghệ đều không bình thường a à, tân khai tiệm cơm tương lai đều là tiếp đãi khách quý liền đồ ăn phẩm giá cả đều càng cao nếu không lấy ra tối cao trình độ vậy thẹn với này tiệm cơm quy mô này đó đầu bếp vốn dĩ liền đều có một tay bất quá ta vừa rồi thấy một người tuổi trẻ tiểu cô nương cũng không biết như thế nào làm nàng trà trộn vào đi này nên không phải là đơn vị liên quan đi cái gì đơn vị liên quan nha chính là cái nhặt của hời Ngày hôm qua Lâm thời tới báo danh, vừa lúc thiếu cá nhân tuyển, nàng liền trên đỉnh, vận khí là thật tốt. Mọi người sôi nổi nghị luận, chỉ có một nam nhân bất động thanh sắc. Đây là Hồng Tinh tiệm cơm giám đốc, nơi này chỗ ngồi là riêng vì bọn họ chuẩn bị, mà xuyên thấu qua một cái nho nhỏ cửa sổ, bọn họ có thể thấy sau bếp tình huống. Tổng cộng 6 vị đầu bếp, thoạt nhìn đều rất bận rộn, có đầu bếp ngày thường đại khái thói quen có học đồ hỗ trợ lúc này muốn rửa rau sắc rau, khó tránh khỏi có chút luống cuốn tay chân. Nhưng chu tú tú, nàng thoạt nhìn khí định thần nhàn liền mày đều không ninh một chút, động tác dứt khoát mà lại lưu loát, thực mau liền đem đỉnh đầu thượng Việt cấp chuẩn bị tốt. Người kia muối ăn mượn ta dùng một chút. Đột nhiên, vừa rồi cùng nàng thay đổi giấy đoàn đầu bếp nói. Chu Tú Tú nhưng lười đến phản ứng hắn, chỉ là không nghĩ tới, hắn nhưng thật ra không khách khí, duỗi ra tay liền đoạt lại đây. Kỳ thật mỗi cái đầu bếp trước mặt đều là có muối ăn, chỉ là người này có lẽ qua đi bị người phủng đến cao, có chút không coi ai ra gì, lại thấy chu tú tú tuổi nhẹ, khó tránh khỏi cậy già lên mặt. Chu tú tú bởi vì hắn này một hồi hành động có chút bực bội, nhưng chỉ chốc lát sau công phu, gạo nếp chân hảo, nàng liền không có thời gian lại cùng hắn so đo. Trả lại ngươi khi đầu bếp thấy nàng đang dùng cái muỗng sữa sang lại xôi ngọt thập cẩm hình dạng thấu lại đây mở ra gia vị hộp ngươi phải dùng muối ăn đúng không ta cho ngươi rải nói hắn đào hai đại muỗng đường trắng nhanh chóng đảo tiếng chu tú tú gạo nếp thượng chu tú tú căn bản chưa kịp cản vừa muốn kinh hô ra tiếng đối phương nhưng thật ra trước nóng nảy ta có phải hay không lầm a à, đây là đường trắng a này động tĩnh làm mọi người đều xoay người, vây quanh lại đây. Chu Tú Tú rốt cuộc tức giận, nhìn gạo Nếp Thượng kia một đống một đống dính ở bên nhau đường trắng, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì động tác nhỏ? Lúc này đối phương cũng không trang, cười lạnh một tiếng, đè thấp thanh âm, ngươi không phải ái đoạt sao? Vốn dĩ liền không phải ngươi danh ngạch, ngươi nhưng thật ra có thể biểu hiện cho người khác bài trừ đi. Thật đúng là cùng ngày thượng cho ngươi rớt bánh có nhân a. À ngươi nếu là lại xem ra là giúp kia lão đầu bếp xuất đầu chu tú tú không đợi hắn đem nói cho hết lời đã không kiên nhẫn bà lướt qua hắn trực tiếp múc một chén nước đi đến hắn nồi trước đối phương làm nồi bao thịt vốn dĩ đều đã đến thu nước giai đoạn lúc này hắn tức khắc luống cuống duỗi tay liền tới đoạt kia chén nhưng không nghĩ chu tú tú căn bản là không tính toán dùng này ti tiện thủ đoạn đánh trả nàng chỉ là dơ lên chén thoải mái hào phóng mà làm trò hắn đầu đổ xuống đi. Một chén nước trong theo tóc của hắn chảy xuống tới, dính ướt cả khuôn mặt, rất là chật vật, người này tức giận đến bộ mặt vặn vẹo, nâng lên tay liền phải đánh người. Ngươi đánh a. Chu Tú Tú liền trốn đều không có trốn, ngươi dám đánh ta, ta liền đi đồn công an cáo ngươi. Dù sao ta bó lớn thời gian, chúng ta chậm rãi háo. Rõ ràng là một cái nhỏ yếu tiểu nữ nhân nói chuyện lại là gần từng chữ một, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. này khí thế làm người trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản kích. làm gì vậy a? À? còn so không thể so. đột nhiên người phụ trách chạy tới thu xếp trật tự. vừa rồi phát sinh hết thảy bọn họ đều thấy, nhưng chu tú tú không riêng gì không bối cảnh ở đây thậm chí không một người nhận được nàng, liền không ai vì nàng chống lưng. Chỉ là lo liệu một sự nhịn chính sự lành thái độ. Làm nàng không cần so đo. Người nọ rốt cuộc không thảo tiện nghi, tức giận mà trừng mắt chu tú tú, còn muốn nói gì nữa, lại nghe đến một cổ mùi khác. Người nồi bao thịt hồ lạp. Này một tiếng nhắc nhở, lập tức làm hắn lấy lại tinh thần, chạy nhanh từ trong nồi thịnh thịt, gấp đến độ không được. Ăn trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Này tư thế làm mọi người đều cười rộ lên, không khí chợt trở nên nhẹ nhàng. Cũng không phải là nhẹ nhàng sao. Rõ ràng có 6 cái tuyển thủ dự thi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đối thủ cạnh tranh liền ít đi hai cái, phần thắng liền lớn nha. Đại gia trong lòng đều có chính mình chủ ý, dần dần thả chậm động tác, trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng không nghĩ coi như tất cả mọi người cho rằng chu tú tú chỉ có thể xám xịt mà dẫn dắt nàng kia bỏ thêm đường trắng sôi ngọt thập cẩm bị người chê cười khi nàng lại đột nhiên thay đổi cái phương thức nàng đem phía trước đã chuẩn bị tốt hàm hương nước sốt toàn bộ bãi ở một bên dùng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm đậu phộng toái cùng hạt mè phấn cuối cùng lại tìm mấy viên táo đỏ chân thục vị ngọt sôi ngọt thập cẩm ở đời sau khả năng không ai ăn hầu ngọc hương vị đại gia tránh còn không kịp nhưng hiện tại là thập niên 70, đường trắng nhất hiếm lạ thời điểm, đêm này món chính làm thành ngọc khẩu, đảo cũng không đến mức không được cứu trợ. Chu Tú Tú tìm lối tắt, đem chân thuộc gạo nếp đảo lạng, ngọt tư tư đường trắng dung nhập dân hương phun phun gạo nếp trung, rồi sau đó hơn nửa táo đỏ, nho khô chờ gia vị. Quả khô là nàng lâm thời tìm, này quốc doanh khách sạn lớn chính là hảo, sau bếp tài liệu cái gì cần có đều có, chờ đến sở hữu phối liệu đều nhét vào gạo nếp cơm nàng áp kín mít lại bắt đầu hạ nồi chân thấy nàng chầu này thao tác mọi người đều chỉ là mắt lạnh nhìn vốn định chế nhạo vài câu nhưng chỉ chốc lát sau công phu một trận nồng đậm hương khí đánh úp lại năm cũ cùng chén nhỏ hôm nay ở nhà giữ trẻ đãi thời gian đặc biệt trường dương tiểu nha chọc chọc chén nhỏ cánh tay chén nhỏ mụ mụ ngươi hôm nay đi đâu lạc. ta ba ba là đi mở học nàng lại không mở họp, như thế nào còn chưa tới tiếp ngươi nha. Chén nhỏ đôi tay kéo cầm, gần nhất dinh dưỡng hảo, trên người thịt thịt cọ cọ trường, ngay cả mu bàn tay thượng đều mọc ra mấy cái tiểu oa oa. Ta mụ mụ đi tham gia thi đấu, phải làm nấu cơm ăn ngon nhất đầu bếp tử. Chén nhỏ nghiêm trang mà nói, nãy thanh nải ký, nhưng mày lại rủ xuống. Cũng không biết mụ mụ thành công không có. Sớm tới tìm nhà giữ trẻ thời điểm, nàng đều nghe thấy viên trường nãi nãy làm mụ mụ yên tâm, kia thi đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể so thắng. Nếu mụ mụ thua làm sao bây giờ? Nhất định sẽ rất khổ sở. Chén nhỏ vẻ mặt lo lắng, buồn bã yểu xìu bộ dáng. Năm cũ nhìn nhìn tâm sự nặng nề muội muội cũng chi cầm, nhìn phía phương xa. Mụ mụ như thế nào còn không có tới đâu. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh càng đi càng gần. Thấy Chu Tú Tú đã trở lại, hai cái tiểu đoàn tử lập tức nhảy đến cùng tiểu lò xo dường như. Bọn họ chạy như bay đến Chu Tú Tú bên người, miệng nhỏ một trương, hỏi cái không ngừng. Các bạn nhỏ thanh âm lại ngọt lại mềm mại, kia phía sau tiếp trước bộ dáng, làm Chu Tú Tú đáy mắt mạn khởi một mảnh ý cười. Nàng xoa xoa bọn họ đầu nhỏ tử, một đám tới các ngươi đến tục cùng muốn hỏi cái gì chén nhỏ lập tức thúy thanh thanh hỏi mụ mụ người thi đấu cầm đệ nhất danh sao thật không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên như vậy quan tâm nàng tiểu hài tử giống như là một trương giấy trắng được đến chính là chính mình miêu tả hạ bộ dáng chu tú tú không hy vọng năm cũ cùng chén nhỏ có quá nặng được mất tâm cười ngồi xổm xuống thi đấu có thể hay không lấy đệ nhất không phải quan trọng nhất quan trọng là có hay không chỉ mình nỗ lực chỉ cần không thẹn với lương tâm vậy không cần quá để ý kết quả nha năm cũ cùng chén nhỏ làm như có thật gật gật đầu như là nghe minh bạch chu tú tú cười ôm chặt bọn họ bất quá mụ mụ muốn đổi công tác chờ đến lúc đó ta đi thành phố nhà của chúng ta năm cũ cùng chén nhỏ liền không ở cái này nhà giữ trẻ chúng ta cùng ba ba cùng nhau đi mặt khác tìm một cái nhà giữ trẻ năm cũ cùng chén nhỏ chính mình tới tuyển được không tác giả có lời muốn nói không sai biệt lắm muốn kết thúc tuần sau đi gặp thoáng qua chu tú tú được đến ở thành phố tiệm cơm quốc doanh công tác cơ hội cũng không phải bởi vì nàng lần này trong lúc thi đấu lấy được đệ nhất danh hết thảy còn phải từ đầu nói lên này thi đấu tuy rằng quy mô không lớn bình thẩm nhóm khảo hạch thời điểm lại cũng không phải trò đùa quyết định Chu Tú Tú làm xôi ngọt thập cẩm đích xác ăn ngon, nhưng lại hương lại ngọt, rốt cuộc không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đổi cái cách nói, chính là mặt khác tìm một cái đầu bếp tới làm này nói món chính, mặc dù không giống Chu Tú Tú làm ra trình độ như vậy kinh diễm, nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu. Bởi vậy tới rồi cuối cùng, Chu Tú Tú cũng không có bằng này nói món chính bắt được đệ nhất danh. Nhưng nàng gặp một người hồng tinh tiệm cơm lãnh đạo Trần Có Khánh trần có khánh là trần thục nhã phụ thân trần thục nhã cuối cùng vẫn là bị bắn chết người khác linh hồn nương thân thể của nàng làm sằng làm bậy chịu khổ kỳ thật là nguyên nữ chủ hết thảy đã sớm không có khả năng trở lại lúc ban đầu thời điểm chu tú tú cũng thực bất đắc dĩ như nàng theo như lời ở chỉnh chuyện nhất bị thương trừ bỏ nguyên nữ chủ còn có nguyên nữ chủ cha mẹ bởi vậy nàng từng bớt thời giờ đi qua thành phố mấy tranh thăm trần có khánh cùng lý lan vợ chồng hai thẳng đến trần thục nhã bị hành hình trước cuối cùng một khắc bọn họ đều chưa từng đi xem qua nàng ở hai vợ chồng già trong lòng kia đã sớm đã không phải bọn họ khuê nữ thất vọng tiếc nuối cùng thống khổ đang chéo ở bên nhau hóa thành thật sâu tuyệt vọng bọn họ một lần không có cách nào một lần nữa đứng lên chu tú tú xuất hiện cho bọn họ hy vọng bởi vì xem qua kia quyển sách duyên cớ Chu Tú Tú phi thường hiểu biết bọn họ nữ nhi. Từ Chu Tú Tú trong miệng, bọn họ đã biết chính mình nữ nhi vừa đến Thú Sơn thôn khi phát sinh đủ loại, nàng thông tuệ cơ trí, nàng dũng cảm cùng cứng cỏi, nàng một lần trở thành các thôn dân trong miệng nhất làm cho người ta thích thanh niên trí thức. Tuy rằng thẳng đến sau lại, cũng không ai biết Trần Thục Nhã đến tột cùng vì cái gì sẽ bởi vì một người đàn ông có vợ mà làm ra loại chuyện này, nhưng rốt cuộc chu tú tú nói cho bọn hắn một lần nữa lưu lại một ít niệm tưởng làm cho bọn họ biết trong lòng nữ nhi có lẽ không có biến quá mặc dù ở nhân sinh cuối cùng giai đoạn nàng đi xóa đi lên một cái bất quy lộ thúc thúc a à di khả năng liền sinh viên trần chính mình đều không rõ ràng lắm nàng là vì cái gì đi tới này một bước nhưng là thỉnh các ngươi tin tưởng nếu lại tới một lần lại một lần có được cơ hội nàng khẳng định có thể đem nhân sinh quá đến giống quá khứ giống nhau sáng lạn lúc ấy chu tú tú ngồi ở nhà bọn họ trên sofa nhìn cái này thoạt nhìn phi thường lịch sự tao nhã địa phương hồi tưởng trần thục nhã cả đời kỳ lý nên là một cái thực ưu tú cô nương tuy rằng nàng không có gặp qua nhưng rốt cuộc là ở văn trong được gặp qua đối phương phong cảnh vô hạn thời khắc nếu không phải nàng bị vô cớ đưa đến nơi này có lẽ trần thuộc nhã vận mệnh sẽ không bị nghịch thiên thay đổi, hết thảy cũng không phải nhân nàng dựng lên, nhưng chi gian nhân quả luôn có liên hệ.